Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách update cái firmware của cái màn hình đa phương tiện để các bạn cập nhật cái bản đồ mới nhất. Thì đây là cái thông tin của màn hình đa phương tiện. Các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn vào cái mục điều hướng. Đấy, ở mục điều hướng này các bạn kích vào cái ba dấu gạch ngang này để lấy cái thông tin này. Đây, ba gạch ngang này. Sau đó bấm vào thông tin bản đồ này. Thì hiện tại cái bản đồ của mình ấy đang chạy phiên bản là 9.10.2518. Đấy, đấy là thông tin hiện tại. Đấy, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái bản cao cấp hơn một chút. Đó là 9.10.2524. Mình sẽ nâng cấp lên phiên bản này. Thì để nâng cấp được thì các bạn xem phần mô tả ở dưới video, mình sẽ để cho các bạn tất cả các link của các dòng xe của Hyundai, tất cả các dòng xe thì các bạn chọn dòng xe tương ứng theo cái file chỉ dẫn chọn mình có đính kèm ở phía dưới phần mô tả video, các bạn có thể sổ ra để theo dõi. Sau đó các bạn sử dụng một cái USB khoảng 2 GB trở lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ format lại UB này nhé. Chúng ta sẽ chọn là ổ, chọn PC format lại này, chọn format nha, chọn restore default này, rồi chúng ta start này, z này, ok, format thành công nhé. Bây giờ các bạn sẽ qua cái phần download này, ta tạm thời xóa cái này luôn nhé, ta giải nén lại từ đầu, chuột phải vào này, chọn vào extract here này, đấy thì bây giờ nó sẽ tiến hành giải nén. Rồi mình được ba file này các bạn, ok mình sẽ copy nó vào. Chuột phải này. Send to Hyundai này. Đấy. Rồi, chuẩn bị xong 5 giây. Ok, vậy quá trình copy đã thành công. Bây giờ mình sẽ cho cái USB này ra. Ok, bây giờ chúng ta cắm USB vào này. Hệ thống sẽ khởi động lại này. Đó, nó sẽ cập nhật các bạn này, tự động khởi động lại nhé. Rồi, nó sẽ update firmware này. Các bạn lưu ý quá trình này chúng ta không được tắt nguồn, rút USB. Đây, chúng ta chờ đồng giây lát nha. Repair rồi patching này, patching system file. Thank you.
verify update